dù có như thế nào đi nữa thì cha mẹ của chúng ta đều là người Việt Nam, cho nên là phải giữ được cái bản sắc và văn hóa đó. Trong thời kỳ này chúng ta đã khẳng định được ưu thế trong việc sáng tác thơ văn trở nên tinh tế và uyển chuyển hơn vì cách chúng ta có thể sử dụng các tông khác nhau khi đọc. Học tiếng Việt ở trường nó rất là đa dạng, thầy cô còn giúp cho học sinh học về nhiều thứ, ví dụ như lịch sử Việt Nam và địa lý, và các bài thơ mang nhiều chủ đề và bài học khác nhau. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi. Có một số đồ vật bây giờ tôi tiết đố các bạn là ở vùng miền của con gọi là gì nha? Đây là cái gì? Đây là con ở chỗ con gọi là gì? Quê con gọi là con cảm thấy ấn tượng nhất là những bài văn, bởi vì khi con làm những bài văn thì con sẽ có thêm những từ vựng mới để mở rộng bài văn của mình thêm hay hơn. Con cảm thấy rất là vui và nhất là con tiếng Việt. Con tiếng Việt con thích nhất là môn lịch sử và địa lý. Trên lớp có bài thuyết trình thì con sẽ sợ lên Google tìm kiếm thông tin và con sẽ bỏ vào Google Slide. Trên lớp con sẽ hớt đỏ hồng